Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với Nhật Khảo nè mời. Và ngày hôm nay thì ở video này thì bắt đầu ở cụm máy chủ S12. Công thành chiến này thì Khải sẽ bắt đầu chính thức ở những cái tool bói đồ xanh ở khu vực là đốt lửa trại nè mời. Và hôm qua thì Khải có test 2-3 lửa, nói chung là lỗ nè mời, nói chung là hết 2 kim mà chưa được gì. Ngày hôm nay tính giờ sẽ như thế nào đây? Trước khi đốt lửa trại thì Khải sẽ kén thêm sơn bổ lộ này, quá tưởng như nè, đó, kén là đủ rồi. Rồi giờ Khải, ui, bây giờ Khải mua thêm, giờ Khải sẽ giờ mua thêm lửa như nè. Hiện tại cái đống củi khô Khải có nè, Khải sẽ có chuẩn bị cho mình là 4 ạ, mỗi con là 8 đống nè mà. Con là 8 đống, đây là thường. Rồi, Khải sẽ mua cho mình là 8 lửa trại. Cái lửa trại là tốn hết 240 xu cho một ạ. Đến ra đồ rồi đây. Bó lửa đang cháy dùng được kết hợp với củi khô đã thành lửa chạy khi trên các đồ chi tiết nhấn chuột phải sử dụng. Cái này thì sẽ hình xui ra boss nữa nè. Qua cái test máy phát rồi nhưng mà đồ thì vẫn chưa ra được đồ gì ngon. Ở video này có thể nói là video bắt một cuối cùng với trong S12. Khải sẽ làm cho anh em xem và xem thử ra được đồ gì rồi sai được nè mà. Tại vì đồ sẽ còn hiếm quá rồi. Món nào cũng vài chục kim, hơn chục kim, 5 kim không, 50 kim không. Ok, giờ thì chúng ta cùng đi trải nghiệm rồi cùng bói đồ may mắn thử như thế nào nhé. Bói tử là đủ rồi mọi người. Đầu tiên Khải sẽ thải chính như này. Thải chính này, cái góc quen thuộc của Khải ở góc này nè mọi người. Góc này là một trong những góc lắc. Thả bót khá là ok nè mọi người. Thả ok luôn góc này, thả ok rồi mọi người. Mình bên kia mình đánh qua bên này nè. Đọc con bót thôi, ok. Giờ là phút 31, cái bó tơ, ok. Bó tơ đúng không, bó tơ nha, ok. Mình muốn săn nhiều boss thì mình thả bao tơ. Bỏ tơ này mà 8 con nha. 5 phút gặp lại nè mày. Rồi 8 đống lửa một lúc vào lúc 1:31 5 giây. Thì chúng ta sẽ phút 36 5 giây nè. 36 5 giây. Rồi ok, phút này chúng ta sẽ gặp lại nè mày. 5 phút sau như nè. Đó, một lần thả thì chúng ta sẽ 5 phút sau quay lại. Rồi anh em 5 phút sau quay lại nè mày. Chúng ta cùng bỏ đồ thử như thế nào nha. Rồi, vẫn có nghiệm tí nữa. Đó, cái này là bãi quái của Khải nè mà. Đang tranh có quái này nọ. Ồ, cắn đống củi lên 5.000 điểm kinh nghiệm luôn nè mà. Vượt có tiền thua lỗ nha. Cái này là Khải là bối đồ cho Khải không có tranh nè mà. Nếu Khải tranh thì Khải cắn từng cái. Thì kinh nghiệm nó lên khá ok luôn. Tại vì một lần lửa 5 phút. Thì nếu mà cắn 8 cái thì cũng được 10 cũng được 40 phút. Nếu cắn 8 cái thì cũng được 40 phút ít 3 kinh nghiệm đó. Nhưng mà Khải lại không cánh được đó, phải bói đồ hoàn toàn nha. Đó, là được 40 phút luôn ạ. Còn lần này bói đồ nữa là phải không còn cánh nữa, phải bắn cánh thẳng ngực chính luôn. Nên là kinh nghiệm nó lên x3 đó. Đang có tiếng thổ lộ nó lên 5.400 kinh nghiệm nữa. Đánh còn mấy con xương đào á. Xương đào là cảm nhất ở bãi quá, bãi bán nha. Đó, chờ đợi nha mày. Phút 36 năm giây gặp lại góc đó, cơ quan có bót nhiều nha. Anh em đang theo dõi video bói đồ lửa trại này thì đừng quên đỡ lại Khải một like chia sẻ ủng hộ cho đám ơi. Cứ một tuần Khải sẽ làm là 32 đống lửa năm. Một tuần 32 đống lửa là tương đương một kim nguyên bảo là khoảng tầm 70.000 Việt Nam đồng. Bỏ ra 70.000 Việt Nam đồng bó từ sao cũng đôi vậy cho anh em xem hay không nha. Có siêu phẩm thì sẽ bói sẽ donate cho Khải tô phở. Ok Phú Võ ơi, like chia sẻ ủng hộ video chơi năm ơi. Có siêu phẩm nhớ là donate ủng hộ chơi lần sau cho tiếp nha. Bị lắc phải chế rồi thôi. Đậu xanh tiếng lòng nó không chịu di chuyển kìa. Bị lắc phải chế rồi. Rồi ok luôn Phú Võ ơi, cố gắng có siêu phẩm người em ơi. Khải không muốn siêu phẩm lắm, nhưng hai ngày này Khải không có gì, nhưng mà Khải không làm video hai ngày rồi, đâu là video. Xem thử ngày hôm nay ra gì không. Phút 36 năm giờ gặp lại vậy nè. Đó. Phút 36 năm giờ này giờ bắt đầu tụi này Khải sẽ thả ngày 10. Úi đít đạt ơi. Ủa sao hôm nay làm như thế đít đạt rồi ta. Khải sẽ thả dồn dập liên tục luôn nha mày. Bói đồ trong vòng 10 phút thôi nè mày. Sao đít ngày 10 vậy. Khải vô lại ngày 10 nè mày. Đụng nhấn chữ bơ đít đạt không nào. Hay nha. Ok bỏ luôn. Bây giờ Khải tiếp tục thả đồ thả ngày 10 ra nha. Rồi ngày 10 không vô tơ nha. Ngày 10 sẽ là phút 39 nha nè mời. Này chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục. Ngày 10 sẽ là phút 39 là lúc này nha.
anh em thấy ra thế giới không? Đó, anh em thấy em khai ngáo thả không? Đó. Rồi, ngày mai sẽ là phút 39 liên tục luôn nha anh em ơi. 39, 0.5 giây. Ừ. Bây giờ khai cho chơi liên tục luôn nha anh em. Rồi, 39, 0.5 giây. Rồi, tiếp tục khai cho thả thêm một tuần em động nữa. Chứ mà thả liên tục là khoảng tầm cứ 3 phút cũng quýnh lần, 3 phút cũng lần nha anh em. Con này là 36, 5 giây. 36, 5 giây nha. 36 năm giờ mà còn 39 năm giờ. Ok. Rồi đã bó tuần này xong rồi, thả tiếp tục hai tuần tiếp theo nha. Tuần đồ đầy đủ luôn ạ. Cố gắng kiếm sư phỏ nè mày. Tuần này xếp đồ khá thì năm hành nè mày. Năm hành thủy nè mày. Năm hành phá nè mày. Phá hành. Thủy nóng thủy nè. Vũ khí thủy nè. Rồi gia truyền kim sinh lực. Áo kim vụt hồi. Ba tay làm chậm. Nhẫn sinh lực kim, giày thắng lôi, đa lưng thắng lôi, nhẫn thắng lôi và ngọc bội thủy. Cái này Khải đang tìm ngọc bội thủy chón 30 nữa, đặt móc 80 chón rồi đánh tống kim rồi mình. Hiện tại chưa đặt móc, đánh tống kim không nhắc tay nổi. Rồi ok. Chúng ta di chuyển ra boss rồi mình, 30 giây nữa boss ra rồi mình. Rồi, hai đống này không? Bên này là, bên tay trái là 8 đống, bên dưới là 8 đống. Cố gắng một con, cố gắng kiếm khoảng 2 đến 3 con boss rồi mình. Cố lên. Độ liệu tối nay có ra sự phẩm rồi. Tính là hai ngày liên tiếp Khải định làm video cho anh em xem mà kiểu cảm giác nó không được ổn định, là đồ đạc không ra nhiều nên không có làm được anh em. Tối nay sẽ như thế nào đây? Biết tối nay ngủ ông ngủ ngon không phải kính ớt đây. Năm giờ này bớt ra rồi mày. Rồi ngồi đợi năm giờ này bớt ra. Rồi ngoài bớt rồi. Ở đây bên trái này, bên trái này là bớt đi. Đây, kính ớt đây. Có không? Đó một quả thủy nữa không? Một quả mộc đó, nó phải vậy chứ. Nó phải vậy chứ. Ui. Đó, thấy giá chiền ngọc bội. Được, 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 được. Tuần sau là phút 39 nha em ơi. Ok, nhận ngay. Bón một lần luôn. Ui, ui. Ok. Hôm nay từ. Hôm nay tắt nhiệt độ nè mày. Tầm này tắt nhiệt độ nhập tay nha nè. Tắt nhiệt độ luôn. Không lập đồ luôn. Ok. Theo bài trăm tới rồi phút 39 chúng ta gặp lại tuần tiếp theo nha. Rồi phải thả thêm 8 đống lửa nữa nè mày. Đó. Này được 3 món, ok chưa? Ok, không lập đồ nha, cái sao đánh tiếp. Rồi 39 năm giờ gặp lại đúng không? Bây giờ Khải sẽ tiếp tục setup là 37, 42. Khải sẽ cố gắng setup là 42 năm giây. Rồi ok, đã thả năm động rồi nè mày. 42 năm giây nha, tuần này sẽ là 42 năm giây nha. 10 giây rồi, chờ mấy giây rồi không sao. Rồi, 42, 20 giây. 42, 20 giây nè mày. Đó, em mới thả năm động rồi nữa không? 15 nè. Tính như đó mình tính tiếp. Đúng rồi, năm động xong rồi. Rồi, cứ tôi liên tiếp như vậy cho anh em dỡ xem đồ nè mày. Rồi, năm động vô tơ. Đó. Ok, men luôn. Đó. Tí bỏ đồ luôn nè mày. Không quên đâu. 37 thành 42, 15. Một con 39 nè mày. Đó. Cho anh em xem video cho nó trong vẹn nè mọi. Anh em đang theo dõi video đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Tuần này Khải sẽ thả 32 đống nè mọi. Rồi Khải sẽ thả tiếp một thiên nhẫn nữa đây. Bây giờ Khải sẽ ra vào tờ Khải thả tiếp thiên nhẫn nữa. Cho anh em xem cho nó lẹ nè mọi. Rồi thả vào tờ nha. Tuần thiên nhẫn này thì Khải sẽ thả trong bờ tờ luôn nè mọi. Khải sẽ thả trong bờ tờ luôn nha. Thả trong bờ tờ ăn luôn. Cho bà tơ ăn lấy kinh nghiệm luôn nha. 38 rồi đúng không? Rồi sẽ cho 43, 43, 30. 43, 30. Rồi thấy cho bà tơ luôn. Rồi 43, 30 nha đúng không? Tụi này sẽ là 43, 30 liên tục luôn á. Rồi cho bà tơ nha. 43, 30. Anh em nhớ nha. Đây 43, 30 giây là giúp cái tụi này. Ok, rồi. Đã nó mất em ơi. Tụi này sắp ra em ơi. 10 giây nữa. Cố gắng rồi, ở dưới này, góc này là dưới nè. Lần này là dưới nè. Tuần này là tuần của con Khải Ngáo Epser nè. 20 giây nữa nè mọi. Cố gắng ra vài boss đồ có động lực thả boss nè. Đó, hết một kim nè mọi. Tính ra 32 đống lửa là hết một kim nè mọi. Mình đang chờ đợi đống dưới nè mọi. Ra đi. Ok, mình biết không?
Ồ, quá dài rồi, mít rồi em ơi. Tôi ngày 18 con bót, 8 nóng lửa, không có bót nào luôn. Áo ma Canada thiệt sự, mất 240 xu nè mà. Ê, đây. Ui, tụi này đông như vậy. Ui, what the hell. Ui, chú, what the hell. Ui, sợ, từ, cho con em đọc nó hút đồ qua, từ tính sao nữa mà, nhiều đồ quá. Từ, không ổn, nhiều đồ quá nè mấy. Quái đạn thì chứ. Ôi dồi, tụi này họ đồ đạc từ lên mấy. Từ, nhiều bó nhanh. Cho em đọc phù về thành luôn ơi. Ui, bó nhanh nè nè mấy. Tụi tiếp theo là 42-15 giây. 42-15 giây nè mấy, tụi này bỏ ơi. Ui, tụi 39-5 giây, đông vãi đắng. Ui, khui nè mấy. Em đang theo dõi trong lòng hồ cho nè mấy, khui. Rác này thu nhập. Rác luôn. Nó là phát 19 ngon. Dày rác luôn. Bộ tay rác luôn. Trời ơi, người bò chón đâu. Rác luôn em ơi. Rồi cho qua nhân động anh em xem này. Đồ. Chỗ này rất đồ kiểu nhiều boss go luôn nè mà. 8 đống rồi ra gần 4 boss, 5 con boss. Ui. Đồ phục hồi đâu rác. Rác hỏa hỏa. Rác luôn. Trời ơi, bao tay 15-40. Nón 15-20, trời ơi, không có sinh lực nội lực cao. Em chậm 20. Đây đó. Ui, rác. Đó. Rác đây mà. Chung là ok. Là tiếp tục bói tiếp nè mà. Đây bút đây. Số đồ này được tí nữa bỏ nếm đọc cho mình xem. Ở tụi này là 40... 42-50 nè mà, 1 phút nữa là bót. Này cặp lương nè mà, đã, nón này bán được nè. Thông thống 19 đường bông xài nè. Giờ mình thua xe. Nấu này 15-20 cũng được. Bao tây 15-40 cũng được. Đồng xe bờ 520. Nấu này thua nè. Rồi không thua. Nấu này không thua nè mà. Mà chào lên bài này. Rồi tiếp tục chúng ta chùm chờ đợi bói đất tuần. Còn đóng thử lửa tiếp theo nè mà. Đó. Thực ra đài lưng là thằng thủ lý 25-40 rồi vậy. Về bờ điện nó không chính kìa. Rồi, lên. Cái này là 42 đây mà. Ui, tôi rồi. Ơ thiệt. Cái gì là 130 nha. Em đang cầm, cái gì là 130 đang cầm. Cái gì vậy? Cái gì là 130? Em đâu có được món nào là 130 đâu. Đâu có được món nào là 130 đâu em. Rồi. Chuẩn bị tấm đón tiếp theo nè mọi. Phút 42-15, chuẩn bị nè. Bên tay trái nè mọi, xuất hiện boss đây. Ở còn 5 vạn nè mọi. Xuất hiện boss nè mọi. Boss. Đó, mộng thủy. Ui, sợ cái mộng thủy à. Ở mà Canada vậy. Ui. Một cái giày. Ôi xạ. Tương tiếp theo là 43-30 nè mọi. 43-30. Một cái giày nè mọi. Ui. Đang cần bà tay 530 vậy? Nam hay nữ em cần cái nam rồi nữa. Bà tay 530 vậy? Em về Tương Dương Lưỡng Quang á. Ngồi bán đó có tính là có vài trăm xu à. Anh ngồi bán đó ngồi tính là có vài trăm xu à. Bà tay nam nữ 530 đòi luôn á. Em về Tương Dương Lưỡng Quang nha. Em về Tương Dương Lưỡng Quang. Anh ngồi bán có như là 200 vạn. Vài trăm xu có một cái bao tay 530 đòi luôn á. Nam nữ có hết nha. Khoảng 700-800 xu thôi. Về đó xem thử mua được gì mua nha anh. Còn bao tay nãy có 20-500 hả? Bao tay nãy có 20-500 thôi. Nam có luôn, hai bao tay nam luôn, có hai bao tay nam luôn, sinh lực nỗ lực luôn. Đai lưng nam luôn, đai lưng nam 530 thâm pháp luôn, cũng 800 xu luôn. Tương Dương Lưỡng Quang em ơi. Về đó xem mình mua được gì mua ủng hộ em ơi. 800 xu thôi. Ui, một con boss. Ây da, kim mọc hai con em ơi. Ui, tụi này tụi mình cuối rồi em ơi, hết rồi đó. Lên đây con sâu, một con mọc, ngon, kim, vũ khí, tóc sát thương. Chú, kim rồi ra nón, không ăn thua rồi. Rồi, bỏ này nè em ơi. Hết tiền rồi, rồi, bán kim rồi nè em ơi, coi thử được gì rồi đây. Đây là bát bói lửa đầu tiên của mấy chỗ S12 nè em ơi, ui. Rác luôn. Trời ơi, đôi giày không có tóc. Rác luôn. Ngọc bội khăn lôi 5. Trời ơi.
hai ngọc bội cấp 10 thôi. Một cái là kháng hỏa 15 để cho người thiếu lâm chắc bại rồi. Má cái này nó mình thua cả cái này của mình luôn. Cái này mình sẽ lập 103 lần. Ok, tiếp tục những video sau tiếp tục bói đồ tiếp cho em ơi. Và Khải sẽ tạm dừng video tại đây và hẹn em vào những video bói đồ tiếp theo nha. Bay một kim rồi em ơi, bay một kim rồi, ra đảo một kim rồi. Anh em xem video đừng quên ủng hộ cho video này hơn 100 like để có động lực ra những video tiếp theo nè mọi người. Nhớ mà hơn 100 like video nha mọi người. Anh em xem mà không cho like hơi buồn ấy. Hơi buồn là không có thời gian mà kiểu cảm giác không muốn làm video luôn nè mà. Anh em cho video một like một like ủng hộ chơi nha. 100 like mạnh mẽ nha anh em. Ok nè mọi người, những video tiếp theo phải làm cho anh em xem nha. Anh em đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 11:50 hàng ngày cũng như là 19:50 hàng ngày nha mọi người. Xuyên bằng đêm nè mọi người. Hiện tại bây giờ đang gần 2 giờ sáng rồi nè. Ok, ngày mai Khải sẽ tiếp tục làm video bói đồ cho anh em xem nhé. To này mà. Tôi này to rồi. Bỏ một kim không thu được gì nữa mà. Lỗ. Tính ra đồ bói cũng khá ok đấy. Ngày mai làm lại nữa mà. Ngày mai làm lại. Thua kim này ta bày kiểu khác mà không gì phải khó khăn cả. Ok. Hẹn em ở những video tiếp theo nhé.